Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tổng hợp những cái mẫu xe máy Honda Mini mạnh mẽ được người tiêu dùng tại châu Á lựa chọn trong cái năm 2024. Chỉ đây là một vài mẫu xe máy Honda Mini mạnh mẽ được nhiều người lựa chọn đi phố trong cái năm 2024. Honda Navi 2024. Cái mẫu xe máy số 9 mình cái công suất chỉ có 7,8 lực. Cái dòng xe máy mini rất phù hợp cho những việc di chuyển trong cái đường phố. Và nó được có tới 4 tùy chọn màu sắc rất thú vị. Đây là một cái chiếc xe thân thiện với môi trường, với thiết kế ấn tượng giống như một cái chiếc xe mô tô hiện đại. Honda Navi 2024 trang bị cho mình công nghệ Eco của Honda, giúp giảm cái lượng khí thải đồng thời tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất ấn tượng. Cái mẫu xe máy này có hộp số vô cấp CVT, không có cái bàn đạp liên hợp hoặc là chuyển số. Navi 2024 nó cũng có một cái ngăn đựng đồ có ổ khóa. Sẽ được trang bị cho mình động cơ dung tích 109cc với mức giá bán rơi vào khoảng 1.807 USD. Đó ra tiền Việt nó tương đương khoảng 45 triệu đồng. Honda Trail 125/2024. Cái mẫu xe máy mini này cho ra cái công suất là 9 mã lực. Honda Trail 125/2024 là phiên bản hiện đại của dòng xe máy CT cổ điển. Xe có một thiết kế vượt thời gian với nhiều tiện nghi hiện đại như là phun xăng, khởi động điện, phanh đĩa và có ABS. Cái động cơ dung tích là 124cc làm mát bằng không khí, hoạt động rất hiệu quả, êm ái và dễ dàng nạp nhiên liệu. Động cơ của Trail 2024 nó được hiệu chỉnh chế cái phần ống nạp dài hơn so với những cái chiếc xe máy chạy đường trường, và một cái ống xả đã được điều chỉnh để tăng cái công suất ở tầm thấp và tầm trung. Cái bánh xích phía sau còn có thêm 3 cái răng để chuyển số thấp hơn. Cái mẫu xe máy này có cái thùng chở hàng ở phía sau để mang theo những cái thiết bị cắm trại. Honda Trail 125/2024. Cái mẫu xe là mini có mức giá khởi điểm ra về khoảng là 4.099 USD. Đó ra tiền Việt nó tương đương là hơn 100 triệu đồng. Honda Monkey ABS 2024. Cái mẫu xe máy là Monkey ABS 2024 cho ra cái công suất là 9.2 lực. Cái phiên bản này đã dùng chung cái động cơ là 124cc, hộp số còn tay 5 cấp với cái chiếc Chrome 2014. Nó cũng có hệ thống là phanh lực tương tự, nhưng có một vài tính năng khác về mặt kiểu dáng, đèn pha LED tròn, lấy cảm hứng từ cổ điển và cái cụm đồng hồ mặt số tròn. Honda Monkey 2024 có cái phần giảm tốc độ phía sau, thành phần lốp dày hơn 10%, và cái chiếc xe máy này có mức giá bán khởi điểm là 4.299 USD. Đó ra tiền Việt nó tương đương là 107 triệu đồng. Honda Super Cup C125 ABS 2024. Cái chiếc Cup C125 ABS 2024 cho ra cái công suất là 9,6 lực. Super Cup là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại. Nó đạt kỷ lục 100 triệu chiếc đã được bán ra trên toàn giới kể từ khi xuất hiện vào năm 1958. Honda Super Cup C125 ABS 2024, mẫu xe máy mini có cái động cơ 4 thì rất tin cậy và tiết kiệm liệu. Cung gầm và thân xe dễ dàng tiếp cận, hệ thống cái bánh răng không liên hợp dễ dàng vận hành. Thiết kế là tiên tiến, không bao giờ mất đi được cái sự quyến rũ. Cái chiếc xe có động cơ là 105cc, phun nhiên liệu điện tử để cải thiện phần hiệu suất ứng dụng và cung cấp cái năng lượng được tốt hơn. Hệ thống đánh lửa là chìa khóa thông minh dễ dàng khởi động xe. Xe có mức giá bán rơi nhiều khoảng là 3.899 USD, đó ra tiền Việt nó tương đương khoảng là 98 triệu đồng. Honda Roam 2024. Cái chiếc Roam 2024 là một cái mẫu xe máy mini cho ra công suất 9,9 lực. Nó có một thiết kế nhỏ gọn, thân xe độc đáo và có thể tùy chỉnh. Hãng Honda đang cung cấp cho một cái bộ cái đồ họa phụ kiện đi kèm. Chiếc xe máy này có diện ngoài sắc sảo, động cơ, tay đòn, cái ống xả và bánh xe đều được sơn cái gam màu đen. Honda Roam 2024 có hệ thống đèn LED hiện đại, màn hình hiển thị LCD hiển thị đầy đủ rất nhiều chức năng. Cái mẫu xe này còn được trang bị một cái là mô hình thể thao như cái phuộc trước là phuộc upside down, cái giảm tốc đơn phía sau và phanh đĩa lực trên cả hai kinh. Cái chiếc xe có cái phần động cơ dung tích là 124cc và Roam 2024 có mức giá bán rơi vào khoảng 3.599 USD. Đó ra tiền Việt nó tương đương khoảng là 90 triệu đồng.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.